ăn 17 ngày liên tục đi. Nó có cái nút riêng của nó. 3 ngày mùng 8, 14 và 15 mình thọ bát quan thế giới. Chúng mình phải nói thọ thế này đúng luôn. Còn bình thường là mình cố gắng là giữ năm giới. Chú con thấy không giữ được giới nè. Giới nói láo, con cũng còn nói láo. Dạ. Do mua bán á, con người ta bớt liền, con nói lời ít lắm. Đó là con thấy con cũng nói láo rồi. Rồi rượu, cà phê con cũng có uống. Giới cũng được giới nào. Thì bữa sau người ta mua bán mình nói mua đây cái này lời nhiều lắm. Sư Minh, Sư Minh Nhược cho con hỏi là hồi đó sư đi với thầy Minh Tuệ, mình có cơ hội mình học được thầy Minh Tuệ những cái gì, sư thầy Minh Tuệ có chỉ được mình cái gì mà? Con thì hỏi thì chưa hỏi được sư phụ gì hết. Dạ, chỉ có sư phụ hỏi con ngày 14 ngày ở trường học mà ngày đó buổi sáng đó là sư phụ buổi sáng của cái ngày mà cuối cùng ngày mùng 3 tháng 6. Dạ mùng đến buổi tối là lại chia tay sư phụ đấy. Dạ vâng, thầy trò chia tay nhau với các thầy đấy. Dạ dạ. Có buổi sáng đó sư phụ gọi thầy Minh Không ấy, gọi con lại là sư phụ hỏi con thôi. Dạ. Sư phụ hỏi con là pháp danh là gì thì con mới gọi là Minh Dược ấy. Con là Minh Dược. Vâng. Dạ. Thì sư phụ mới hỏi là thế hôm qua thầy có ở đâu có ngồi kết già không? Dạ. Có học kết già không? Thì con bảo là con có. Nhưng mà lúc đó đi trời mưa về mà, cái hôm đó đi trời mưa đi Huế. Bữa đó phải ướt hết mà. Tầm mưa tả. Dạ. Xong về thì cũng thấy các thầy lên cũng đi lên. Lên dạ. Thì thấy sư phụ ngồi ướt hết. Dạ. Nhưng mà sư phụ vẫn cứ ngồi mấy đợt trước cũng vậy mà. Dạ. Ướt hết nhưng vẫn cứ ngồi. Thì sau rồi mới nghe sư phụ bảo là mình cố gắng học một cái già. Dạ. Thì các thầy bắt cái già lên ngồi, còn dạ. Bắt cái già lên con ngồi. Ngồi đâu ra chưa được tới 5 phút đau quá. Ngồi bán già chặt không. Thì lúc đó mới đi học tập thì chưa biết gì hết. Dạ. Còn chỉ nghe bảo là giới, định, tuệ. Thì sau rồi có cái thầy Minh Hiếu phát cho cái quyển 250 giới. Dạ. Thì mình mới biết khi ở trong đó là giới là cái đầu tiên là bốn giới khí, bốn giới đại trục xuất ấy, là cũng nằm là không sát sanh này, không trộm cắp, không tà dâm này. Dạ. Và một giới nữa là không nói dối. Dạ. Thì sau này mới biết học dần là 10 cái giới của sa di nữa. Dạ. Là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống những thứ say lòng người, và không đeo vòng hoa trang sức xịt dầu thơm. Dạ. Rồi tiếp tục là không đờn ca sáo nhạc múa hát. Là giới thứ 8 tiếp là không nhận tiền bạc những thứ vật phẩm có giá trị mang theo bên người. Rồi giới thứ 9 là ăn một ngày một bữa không ăn uống phi thời ấy. Giới thứ 10 là không nằm giường cao ghế động. Ngồi ghế cao niệm êm quá cỡ. Đấy thì lúc đó mới biết về cái giới đó. Còn thật sự khi đó đi là cứ đi theo giống kiểu mình có một cái chút gì mà ấy mình đi thôi. Cứ đi như vậy, biết đi như vậy, chứ cũng chưa biết là như thế nào. Cũng chưa định hướng được bộ như thế nào hết. Nhưng mà cuối cùng đến bây giờ thì hoàn toàn là con đường của mình là con đường hoàn toàn là đúng. Con đây là tự con luôn. Con thấy là từ ngày đấy con đường chả có con đường nào khác nữa. Vâng, hay gì đó. Lúc đó sư mới về là sư ngồi cái già được ít lắm luôn, 45 phút. Con thì lúc mà khi mà đi đó thật sự là con ngồi 15 phút con ngồi không được. Ngồi không được. Nhưng mà sau này về á, khi mà cứ rảnh rồi ấy, con lại nhớ đến cái câu mà sư phụ giới sinh định, định sinh tuệ. Thì con nhớ đến cái đó thì con lại kéo cái quyển 250 giới ra con học. Con học rồi con nghĩ lại là có một cái hôm mà ở một cái bạt mà ấy là sư phụ con nói với thầy Minh Hiếu ấy. Là đọc 10 giới sa di, bát quan thế giới 10 sa di ấy cho các thầy nghe, tại thầy Minh Hiếu biết thuộc. Thì con cũng nghe là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống những thứ say lòng người, rồi 6 giới là 7 giới, 8 giới, 9 giới, 10 giới đấy. Là mấy cái giới con vừa đọc ấy, nhưng mà không có nhớ, là con không nhớ. Nhưng mãi về sau ấy. Thì con mới ấy thôi. Mãi về sau thì về đây này. Đã con học 250 giới xong rồi cứ ngẫm nghĩ lại từng giới một, xong rồi mình nghĩ từ cái giới sát sanh là đi trên đường. Mình
nghe từ nghi trường học cả phòng hộ các căn nữa, mắt tay mũi lưỡi dân ý nữa, là đi trên đường là học theo là mình nhìn cảm nhận cái chân của mình đau đớn như thế nào, rồi mình cúi xuống mình nhìn đường, mình biết là lỡ mình đạp những con kiến là mình phạm vô tội sát sanh, thì mình đi mình chú ý là từng bước như vậy, rồi như vậy. Rồi ví dụ đi gặp các anh này, giờ các anh hỏi con nói này ấy, thì con không nói dối, tại vì con khi mà nói ra con nhớ lại những cái gì đó sự thật con mới nói thôi, không con cũng không nói phù phiếm lên được, không nói thêu dệt đồ này nọ lên được. Hay là lỡ như đi trên đường ấy mà ví dụ như mà giống như kiểu như sư phụ hồi xưa thôi, mà ai mà lỡ như mà không biết ấy, đánh trúng sư phụ cái mà sư phụ lỡ quên ấy, sư phụ nói là sư phụ quay lại, sư phụ nói lại liền, nó mất công mà phạm vào giới. Đó, ví dụ như đi trên đường cũng vậy, ví dụ như ai đuổi ấy, mà không ai hỏi thôi, nhưng mà ai mà hỏi con, ví dụ như mà cô đang ngủ đây có người vô hỏi con đuổi con đi, thì ngày mai mà gặp các anh hỏi con là tối qua thầy ngủ ngon không, không ngon, đang ngủ có người đi đuổi con đi, đó là con nói sự thật. Hoặc là đi trên đường mà ai làm khó khăn con đồ này nọ thì bảo khó khăn đồ này nọ không ấy, thì nếu mà nói sự thật thì con sẽ nói là khó khăn, còn mà không hỏi thì thôi. Con cũng im, xả hết, xả bỏ hết. Như mấy khi mà sư đi với thầy á, tối mình có được ngủ gần thầy không thầy, ngủ gần thầy Minh Tuệ không? Dạ con thì cũng ngủ cách rồi có tầm 7 mét gặp lại. Tất cả còn đa số cũng sái. Đang đi lúc đó đi về mệt lắm. Đi về là chỉ biết lai phai nếu siêng thì học vắt cái già ai mà siêng như thầy Chân Trí ấy, là con thấy cứ vắt cái già lên là ngồi may y, là máy y nó cũng là một cái học tập để ngồi cái già đấy. Theo con là như vậy. Tại vì con thì con nghỉ, hôm qua con nói với các thầy như tổ sư Đạt Ma con nói câu bổ cùi lời thiền định ấy, mà gánh nước là chân như ấy, thì ngồi nói với các thầy thì hiểu nôm na về cái câu tại sao là bổ cùi lời thiền định, thì giống như kiểu mình may chỉ ấy, may kim ấy, tại sao mình cũng vắt cái già để mình tập trung vô mũi kim mũi chỉ, rồi hơi thở của mình, ánh mắt của mình, mọi thứ vô cái mũi kim ấy, để cho nó quên lãng đi cái đau đớn của cái già. Khi mà mình may cái bổ cùi cũng vậy chứ, bổ cùi mà mình ví dụ như mà mình bổ xuống mà mắt mình nhìn chỗ khác thì nó làm sao mà bổ được. Hơi mình đánh xuống cái cùi ấy, mình hít thật sâu mình mới bổ xuống, thì là người có điểm tập trung, rồi ánh mắt hơi thở, rồi anh nhìn nó xuống dưới đó, rồi tất cả cơ thể mình sức lực đồ này nó dồn vô đó, thì nó sẽ đớt bớt đi đâu cái kích già. Chú Minh Dược cho con hỏi một cái thôi. Từ cái bữa mà ngày 3 tháng 6 đó là thầy trò chia tay ở Huế, là từ đó tới đây thì cũng mấy tháng rồi, 4-5 tháng rồi, thì thầy có chưa, chú Minh Dược có gặp lại thầy là được một lần nào chưa ạ? Dạ chưa, đủ nguyên duyên. Dạ, chưa. Dạ có thì gần rồi, nhưng mà khi đó nghe bảo là cũng không muốn làm phiền đến phụ qua phụ tập đông á, nhưng mà để đủ nhân duyên, nhưng mà bây giờ không đủ. Lúc đó vài ngày lại sư phụ lại đi Nha Trang rồi. Nhưng mà đợt này ấy, nếu mà ấy là cứ đi thôi, bắt buộc phải gặp. Không ấy đúng không, tại vì mình cứ đi vậy. Đợt này là phải quyết tâm. Nếu mà sư phụ về là mình quyết tâm gặp, phải gặp được. Phải lệ. Phải gặp được chứ. Thì con nghĩ cũng vậy đó. Con nghĩ nếu mà đợt này thầy đi về, thầy đi khắc thực, thì con nghĩ mấy thầy phải ráng quyết tâm để gặp được sư phụ. Tại vì khi người dân còn gặp được mà mình cũng gây kiểu như đệ tử mà, thì mình phải ráng gặp chứ. Thì thầy không nhận đệ tử, nhưng mà mình cũng như gọi là mình cũng như một người dân học tập. Một người dân có mọi điều kiện, được pháp luật bảo vệ đồ này nọ, mình cũng đi đến như một người công dân bình thường thôi, đi trên đường để đi đến gặp sư phụ bình thường thôi. Đúng rồi. Thật ra con ngồi như này con đang mọi thứ thì phận là tùy duyên. Học mọi cái. Như vậy thì con cũng mong ngày mong sớm ngày để sư phụ về lại Gia Lai, sư phụ đi khắc thực để cho mấy thầy được gặp lại sư phụ á. Con thì nguyện rồi, nguyện con thì nó cũng có như vậy rồi.
còn mà mọi thứ thì bây giờ cứ vẫn cứ tùy duyên thôi chứ không biết là sao được. Dạ. Vâng, ở người nhà học tập này khác một chút, sư phụ thì ra như vậy gần như là giống như kiểu là mình không có sư phụ thì ở nhà thì mình cũng chỉ là một người bình thường, hay là mình ăn chơi xa đọa rồi này nọ rồi làm những cái điều mà không được tốt đẹp ấy, nhưng mà khi có sư phụ thì nó là một minh sư là khác không? Mình đã thay đổi được, đến bây giờ mình thay đổi được tất cả. Dạ đúng rồi. Thay được cả bản thân mình từ đường đời ấy, thì mình vô được đường đạo nữa. Vô được đường đạo rồi mà bảo là ô cởi cái y này về nhà mà làm ăn đi. Hay là được coi đắc y thân tạo này. Dạ. Mà đi khất thực và không được đâu. Dạ. Cái đó từ khi mà cái xả ly cái mạng sống này, đúng rồi. Tự nguyện xả ly mạng sống này, dạ. Chứ không có được như thế. Dạ. Khi mà đã có nói thật đấy, dạ. Cái ngôi Tam Bảo ấy nó lớn lắm. Ai có tin thì vậy, nhưng mà phước báo ngôi Tam Bảo nó lớn. Dạ. Mình khi là mình đã đắc y như này á, mình đã nguyện đấy, ba y như phát này á, con xin nguyện với đôi người Tam Bảo, xin y Phật, xin y pháp, xin y tăng. Đã nguyện là con xin Phật chỉ đường dẫn lối cho con. Vâng, con xin y pháp, xin pháp của Đức Phật soi đường chỉ cho con trên con đường con đi. Con xin y tăng, xin tăng đoàn che chở bảo vệ cho con. Là phước báo của người Tam Bảo đã xin y rồi, xin y rồi thì xin nguyện đắc cái ba y một bát này đến hết cả cuộc đời này, mà theo chánh pháp đến vô vàn lượng kiếp, là để theo chánh pháp, đúng không ạ? Thì bây giờ đã nguyện như vậy rồi, là với bề trên với ngôi Tam Bảo là như vậy rồi, thì trừ khi ai ấy con lột ra thì lột, chứ còn không bao giờ con tự nguyện con lột ra. Vâng, ép cửa nào ép buộc cửa nào buộc, con không bao giờ con tự nguyện con lột cái y này ra. Nếu mà lột y này ra, con nói như cái trường hợp hồi nãy đấy. Là ví dụ như mà ai lột của con ấy thì con ra đường con bảo người đó lột, chứ con không tự nguyện lột, mà con không ấy con cười trần con đi. Xấu cũng được, nhưng mà con không tự nguyện, hiện tại bây giờ tự nguyện là khác. Mà ép buộc là nó khác. Là như vậy, tại vì cái này là nguyện rồi. Còn ai mà không kính người Tam Bảo ấy thì cứ tự ấy lột ra thôi, chứ con đâu có ấy đâu. Nhưng mà như thế nào thì cái nghiệp hay là cái nhân cái quả gieo như nào thì tự ấy như vậy thôi. Con thì con học tập thì con cũng nói như vậy. Có cái gì con biết con sẽ nói như vậy. Con cảm ơn Hương Dược. Như con thấy tu tập một mình rất là khó đúng không sư? Nhưng mà con thấy nhiều sư tu tập một mình ngồi cứ già khó một hai tiếng ấy. Nhưng mà khi sư Minh Dược về mới lần đầu là ngồi được có 45 phút, nhưng mà con biết là sư ngồi cái già được 7-8 tiếng lâu lắm rồi. Là con đã biết sư được ngồi được 7-8 tiếng rồi, thì mình tu tập một mình nó có khó không sư? Cái này thì nếu mà các anh cũng nhớ câu, có một cái câu của vị nào nói con cũng nhớ, bảo là ăn cơm có canh, tu hành có bạn ấy. Có cái câu đó nói thì con thấy câu đó đúng, tại vì nếu mà đông quá thì nó sẽ loạn. Theo con thấy đông quá, ví dụ như mười mấy người, 20 người, vài chục người thì nó sẽ loạn. Loạn thì nó lúc đó nó không được ấy nhỉ. Mỗi người một ý mà, đâu có ai được giống như ai. Nhưng mà cứ cỡ tầm 3 người, 4 người ở lại thì nó có sẽ, con thấy là nó có một cái sự cộng hưởng. Tha lực nó cùng nhau đi lên. Ví dụ như con ngồi đây ấy với thầy Tịnh Quang, thầy Tịnh Quang tinh tấn ngồi cái già, thầy bên kia cũng tinh tấn ngồi cái già. Con thấy như thế con tinh tấn theo chứ. Tại vì thấy tàn thấy chín, thế tự nếu mà không ấy tự nhiên thầy này đang ngồi mà thầy này nằm vắt chân lên thì đâu có được đâu. Có cái tha lực thì không nói, nhưng mà có cái sự cộng hưởng, có cái sự cộng hưởng với mỗi người như vậy. Tại vì như kiểu là một người phát nguyện vô thượng chánh đẳng chánh giác nó khác, mà 10 người phát nguyện vô thượng chánh đẳng chánh giác nó khác, 100 người phát nguyện vô thượng chánh đẳng chánh giác nó khác. Đó là cái sự cộng hưởng của nhau, nó là như vậy. Chứ một mình ấy thì phải có cái định lực nó mạnh vào thì mới đâm một mình. Sư Minh Dược kiên định lắm, là ý chí mạnh lắm á. Lúc đầu về sư Minh Dược tu tập một mình, nhưng mà đã ngồi mới đầu ngồi 7-45 phút mà
thời gian là ngồi 7-8 tiếng là một mình là mình kiên định lắm á. À, cái 7-8 tiếng này á thì khi mà nó vượt qua được cái ngưỡng đó rồi thì con nói luôn ấy, khi mà nó vượt qua được cái ngưỡng, ví dụ như là con nói là ví dụ như mà khi mà mới ngồi á, đến 45 phút là nó sẽ đau. Dạ. Nó tê, nó đau, nó nóng, nó giống như xẻ thịt, xẻ ấy ở trong ấy. Dạ. Nó bứt rứt. Nhưng mà 10 ngày mình ngồi như thế nó cũng sẽ đau 10 ngày như thế. Dạ. Một tháng ngồi nó sẽ đau một tháng như thế. Nhưng mà dần dần cái đau của nó sẽ đi xuống. Nó đi xuống dần. Chỉ cần là mình gọi là đốt cháy từng giai đoạn ấy. Thì cái giai đoạn đó nó đau như thế, đến lúc sau nó đánh một phát là 30 phút, có như khi cả tiếng. Nó cũng đau như thế. Mình ngồi mình khám, khám rồi bắt đầu là mình cùng học học tập giống như kiểu quán. Quán nhãn khiên định lắm ấy chứ. Quán rồi nó tự sanh, cái đau này nó tự sanh ra ở cái gân của mình. Nó sanh ra ở cái mạch máu hay cái xương cái khớp của mình. Mình quán là nó sanh ra tại đó thì nó cũng tự diệt đi ở đó. Chứ nó chả đau đi đâu hết. Ngày nào cũng thế. Thì dần dần nó sẽ ngày một tháng nó sẽ giảm xuống cơn đau, những lúc đầu thì đau 10, lúc sau thì đau 9, đau 8, đau 7, đau 6. Dần dần nó sẽ đau bớt đau. Con bây giờ con vẫn còn đau mà, ví dụ ngồi đây con nói chuyện ấy, con nói thật là vẫn còn đau, nhưng mà vẫn ngồi khám, đó là cái khám với cái nói là nó đau, nó sanh ra ở chân thì nó mất đi ở cái chân cả. Đau ở trên cái khớp thì nó mất đi ở cái khớp cả. Vâng, nó cũng giống như gọi là có sanh nhé, cái này sanh có cái kia gây sanh. Cái này diệt thì cái có cái khác diệt. Lúc đầu mà mình tu thì tu tập một mình thấy có khó khăn gì không sư? Thì lúc đầu thì mình thấy nói chung là buồn ấy, buồn không có các thầy cũng buồn, nhưng mà dần dần được cũng quen. Dần dần được quen, cái gì nó cũng có nhân viên ấy. Vâng, ví dụ như nhiều khi con ở mình thì có các thầy đến với con. Nó lại có nhân viên nó như vậy. Cái gì nó cũng có nhân viên cả, cho nên là khi nào hỏi anh bảo là tùy duyên chứ không dám hứa trước một cái gì hết. Đúng như kiểu là bây giờ bảo con đi đâu mà bảo tùy duyên, đừng có hỏi con, bảo là con không dám hứa. Cái lời hứa mà không thực hiện được nó khó. Tại con biết nhiều sư tu tập một mình á, mà thấy sư Minh Dược tu tập một mình thấy sư kiên định á, mạnh. Và khó và nhiều huynh đệ ra đây gặp sư Minh Dược á, và rồi cái huynh đệ nào cũng mạnh lên luôn, 7-8 tiếng luôn. Cái đó thì của mỗi thầy thôi, mình cộng hưởng được những người tinh tấn hơn, cái ý chí. Khi là cái ý chí, cái biết khi nào cũng tin tưởng về Phật pháp, khi nào cũng một lòng hướng về Phật pháp. Mình đi như này để làm gì? Đi này để xả ly xả bỏ tất cả, để mình hướng về Phật pháp, hướng về cái tốt đẹp hơn. Giống như là có cái vị gì nói đấy, vị gì hỏi sư phụ ấy, hỏi là cho con hỏi ấy, đạo Phật là gì? Con hỏi sư đạo Phật là gì, mà Phật là người như thế nào đấy? Đấy, sư phụ trả lời ngắn gọn súng tích thôi. Đạo Phật là đạo giải thoát, và Phật là người đã có giới, có định, có tuệ và đã giải thoát được rồi. Là sư phụ cũng trả lời ngắn gọn nôm na đâu vậy đó. Con nghe cái đó thì hoàn toàn là đúng. Vừa từ bi, giác ngộ này, giải thoát này, và Phật là người đã có giới, có định, có tuệ và đã giải thoát rồi. Đó là thì con thấy như vậy là đúng, thì con mới đặt cũng như vậy, luôn luôn đặt niềm tin ở đây. Vâng, có nhiều thì con chia sẻ luôn á. Con biết thì cái gì con học tập dần thì con chia sẻ, biết đúng hay sai thì mọi người cứ cứ bỏ qua cho con. Rồi ví dụ như hôm nay quay thôi, ngày mai ví dụ các cậu cũng đừng có hỏi con như này nữa, con loạn. Loạn tiếp tục ấy. Loạn. Vâng, không còn nghĩ lại là con hỏi kiểu như đời thường một cái sư, là con biết sư là lần đầu tiên mà ở ngoài Huế về á, là lần đầu tiên là sư ngủ ở ngoài cái nghĩa địa á, cái nghĩa trang á, có một mình à, sư có sợ không sư? Sợ chứ. Sợ chứ. Còn thắc mắc biết con, để con hỏi sư cái vụ này, là lúc đó là con biết là hình như là lần đầu tiên sư về sư nghỉ ngủ ở cái nghĩa trang một mình á. Để con kêu để con hỏi tụi coi sư đêm đó sư có sợ không? Sợ. Cũng sợ, nhưng sợ cái tâm mình chủ yếu ở cái tâm mình ấy. Mình sợ hay không ở cái tâm mình ấy. Chứ thật sự thì bảo là bây giờ ngồi đây này, nhìn nơi đâu cũng giống như nơi đâu cả. Vâng, nhưng mà
nếu mà sợ sợ gì, hỏi mình hỏi sợ ma. Dạ đúng rồi. Ma đâu có đuổi mình đi đâu. Ma không đuổi mình đi. Nhiều khi mình ngủ này ma đâu đuổi mình đi đâu. Mình còn ngủ tới sáng hay là nghỉ ngơi thôi mình nhắc. Thích và ở vài ngày cũng được, ma cũng không có đuổi mình. Nhiều cái là có cái nhiều cái cản trở khác. Còn cứ nghĩ là chắc đêm đó để con theo để hỏi thử sư Minh Dược Thư, chứ sợ cái đêm đó là đêm đầu tiên sư ngủ chắc hỏi thử sư có sợ hay không. Sợ ma. Con nói là sợ. Dạ. Nhưng mà con không bảo là nếu con bảo là ma không đuổi con đi được. Dạ, là con hiểu. Không đuổi đi. Dạ, vào cái ngủ ấy. Con 12 giờ đêm cũng đến con nói thật luôn. Dạ. Không còn cũng có sự thật con ấy. Dạ. Còn là kiểm tra căn cước công dân. Dạ. Ôi thì con nói với mẹ anh chứ bây giờ có cái gì đâu, khi mà không có gì đi đi qua cái chỗ này á mệt mỏi quá thì mình vô mình xin mình tá túc ở đây thì vắng vẻ, không trộm cắp không này kia các nọ, đi kiểm tra thì bây giờ nếu mà có căn cứ, con nói đúng luôn, nếu mà có căn cứ ví dụ như con thật luôn ấy mà con làm sai điều gì ạ, phải có căn cứ đầy đủ. Thì lúc đó muốn kiểm tra như thế nào. Còn con vẫn hoan hỉ, vẫn ấy kiểm tra rồi nọ, nhưng mà nhiều khi nó như vậy con thấy là không được tốt đẹp. Vâng, con thấy không được tốt đẹp nhưng con vẫn hoan hỉ, cái gì con cũng hoan hỉ hết. Mọi điều đều tốt đẹp, hoan hỉ hết, nhưng mà chỉ mong sao là mọi người cũng mong cho được con đường con tu tập như này ấy, thì mọi người cũng biết tin hay không mọi người ở tùy mọi người, tùy ở bọn họ. Con nói vậy thì cho con một con đường học tập. Con thì luôn luôn đấy học tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả nữa, cũng hồi hướng công đức cho tất cả mọi người luôn, tốt đẹp như nào cũng con hồi hướng luôn. Con đang học tập là như vậy. Vâng, giống như kiểu nhà, con không có ở cố định. Vâng, đi đây đi đó không ở cố định. Vâng, vẫn khất thực, vẫn bộ hành. Chỉ mong sao là con đường con đi ấy, nên là cũng có lúc này lúc kia, nhưng mà hoàn thành tốt cho các vị đó thì cũng phải có một con đường là hoàn thành, để cho con hoàn thành với cái niềm tin ở Phật Pháp con đi. Vâng, tại vì là mọi điều tốt đẹp thì con cũng xin chúng sinh tất cả chúng sanh, để cho tất cả chúng sanh được phát tâm Bồ Đề. Dạ, con cảm ơn sư nhiều. Là sư nghĩ cho hỏi quá chứ.